Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân dân ép đảng đè. Thường thì nội dung làm việc của các kỳ họp quốc hội ít đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của đất nước mà cử tri quan tâm. Và cũng như mọi lần, có rất nhiều vấn đề mà cử tri, công luận và nhiều người dân đang quan tâm muốn Quốc hội Việt Nam lưu ý, xử lý hay giải đáp trong kỳ họp lần này. Trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nêu lên 7 vấn đề mà cử tri quan tâm đòi hỏi Quốc hội phải thể hiện rõ vai trò của một cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước, đặc biệt là việc giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, gồm có Hiến pháp, chương 5, điều 69. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người từng ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016. Thứ nhất là đánh giá tình hình và ra nghị quyết về Biển Đông. Thứ hai là giám sát tối cao vụ án Hồ Duy Hải. Thứ ba là lắng nghe nguyện vọng của nhân dân và giám sát tối cao vụ án Đồng Tâm. Thứ tư là đánh giá các dự án có liên quan đến Trung Quốc như đường trên cao, Cát Linh, Hà Đông và việc người Trung Quốc chiếm lĩnh các khu vực đất trọng yếu về an ninh quốc gia, các doanh nghiệp Trung Quốc ở Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, lũng đoạn và vi phạm pháp luật của Việt Nam. Thứ năm là tình hình lãng phí ngân sách quốc gia ở các dự án về bảo tàng, tượng đài, khu du lịch núp bóng di tích như Bãi Cọc, Cao Quỳ 427 tỷ đồng, Bảo tàng Nông nghiệp miền Tây 400 tỷ đồng và nhiều thứ khác. Thứ sáu là đánh giá tình hình kinh tế xã hội sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đặc biệt là các gói hỗ trợ người dân nghèo và thực hiện các chính sách khoan thư sức dân sau đại dịch mà triển khai cảnh sát giao thông như hiện nay để đi xử phạt người dân là hết sức tệ. Thứ bảy là luật mà dân đòi đã lâu, là Quốc hội nợ rất lâu rồi, đó là luật biểu tình. Trong 7 vấn đề nêu trên thì 3 vấn đề đầu tiên cần được ưu tiên là đánh giá tình hình và ra nghị quyết về Biển Đông, giám sát tối cao vụ án Hồ Duy Hải, lắng nghe nguyện vọng của dân và giám sát tối cao vụ án Đồng Tâm. Trả lời đài tiếng nói BBC tại London, nhà báo, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi thì nêu ra 3 vấn đề như sau. Thứ nhất là vụ án Hồ Duy Hải, thứ hai là tránh oan sai và thứ ba là những bộ luật mơ hồ chống lại người bất đồng chính kiến. Đây là hình ảnh chụp một bản kiến nghị gửi cho các lãnh đạo cơ quan nhà nước cao nhất của Việt Nam, đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải và yêu cầu Quốc hội Việt Nam lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên giám đốc thẩm. Nhà báo Song Chi phân tích như sau. Thứ nhất, vụ án Hồ Duy Hải phải điều tra lại từ đầu. Dù Hồ Duy Hải có tội hay không thì cũng phải có những kết luận thuyết phục được lòng người. Vụ án này, như chúng ta thấy, có quá nhiều sai sót từ trong quá trình điều tra cho tới khi xét xử mà báo chí chính thống lẫn báo chí tự do, mạng xã hội đã đề cập đến rất nhiều. Thiết nghĩ không cần phải lặp lại nữa. Nhưng cách tiếp cận của hội đồng thẩm phán trong phiên giám đốc thẩm vừa qua vẫn không khác cách tiếp cận của hội đồng xét xử trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Nghĩa là vẫn chủ yếu dựa trên lời thú tội của Hồ Duy Hải mà thiếu những bằng chứng thuyết phục. Trong khi, như chúng ta đều đã biết, muốn có một phiên tòa công bằng và công minh thì nguyên tắc cơ bản là phải trọng chứng hơn trọng cung. Được biết, cơ quan của Quốc hội cũng đang xem xét vụ Hồ Duy Hải. Theo báo Tuổi Trẻ đã đăng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao sẽ đề nghị xem xét lại vụ Hồ Duy Hải. Báo Thanh Niên cũng đăng và bắt đầu từ những ý kiến của một số đại biểu Quốc hội. Đó là những tín hiệu đáng mừng. Dư luận cũng đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, Quốc hội xem xét, giám sát vụ án Hồ Duy Hải, thậm chí điều tra lại từ đầu. Thứ hai, từ vụ án Hồ Duy Hải và làm thế nào để tránh oan sai. Chế độ độc đảng thì khó hơn, tỷ lệ oan sai sẽ nhiều hơn đa đảng. Nhưng với tình thế độc đảng có thể làm gì để cải thiện? Đó là trọng chứng hơn trọng cung, nhất là ở ta không hiếm trường hợp có bạo hành để bức cung, mớm cung. Phải cho luật sư được tham gia ngay từ đầu, nếu có thể thông qua luật im lặng. Quyền được im lặng là cho người bị tình nghi thì rất tiến bộ, mà nếu chưa thì mọi người cũng phải có luật sư, có camera, giám sát. Trong các phiên tòa cũng tránh hiện tượng bổ nhiệm người vào các vị trí chồng chéo có thể dẫn đến sự thiếu khách quan như ông Nguyễn Hòa Bình vừa rồi. Và cuối cùng, luật sư phải được tranh cãi trước tòa. Một vấn đề cũng nên được đặt ra là có nên giữ mức án tử hình hoặc giảm bớt chỉ giữ án tử hình với những tội danh như gián điệp, giết người hàng loạt,
tham nhũng ở mức độ rất nặng, buôn bán ma túy có trọng lượng lớn, còn lại nên bỏ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Trấn đã xúc động trong vòng tay người thân ngày mới được trả lại tự do trong vụ án oan sai của lịch sử. Và với tù nhân tử hình trong thời gian chờ thi hành án cũng nên bỏ cùm chân. Thử tưởng tượng Hồ Duy Hải suốt 12 năm qua bị cùm 24/24. Nếu bị oan sai thì sai lầm này ai trả nổi? Mà ngay cả không phải oan sai, nếu thời gian chờ tử quá lâu thì có thể cùm chân 24/24 giờ như vậy hay sao? Thứ ba, một điều nữa khiến hình ảnh của nhà cầm quyền Việt Nam trở nên tồi tệ trong mắt quốc tế và tạo nhiều bức xúc trong dư luận, đó là những bộ luật mơ hồ chống lại người bất đồng chính kiến. Sau kỳ họp quốc hội lần trước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, các tội danh như tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 luật hình sự cũ, hoặc là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 88 luật hình sự cũ, và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức công dân, đó là điều 258 luật hình sự cũ, đều được giữ lại trong bộ luật hình sự tu chính, nhưng thay đổi số thứ tự điều luật và còn thay đổi cả về hình phạt cho mỗi tội danh này theo hướng hà khắc hơn. Như tiếp tục giữ quan điểm quy định tại điều 258 theo hướng định tính mơ hồ với những hành vi như sau: gây ảnh hưởng xấu. Thế nào là gây ảnh hưởng xấu? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Hay việc bổ sung thêm sự chế tài đối với cả trường hợp chuẩn bị phạm tội của các hành vi theo điều 79, 88 theo luật hình sự cũ cho thấy thái độ ngày càng khắt khe, quyết liệt hơn, muốn dập tắt các hành vi ngay từ trong trứng nước. Cũng từ vụ Hồ Duy Hải mà tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu nhấn mạnh để sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách tư pháp trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam. Đây là hình ảnh khóa tập huấn về việc thực hiện các quy định của Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử của thẩm phán được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Ông đã liệt kê ra 6 nguyên nhân chính của án oan như sau: ép cung, nhóm nguyên nhân số 1 của án oan; tham nhũng, nhóm nguyên nhân số 2 của án oan; trình độ điều tra yếu kém, nhóm nguyên nhân số 3; trình độ yếu kém của các thẩm phán là nhóm nguyên nhân số 4; và thể thức bổ nhiệm chánh án tòa án và viện trưởng viện kiểm sát chưa phù hợp là nhóm nguyên nhân thứ 5; tính độc lập của tòa án ở mức thấp là nhóm nguyên nhân thứ 6, dẫn đến án oan sai còn do những khiếm khuyết khác nữa của ngành tư pháp. Trong số những điều cần phải cải hoàn thiện thì có việc hoàn thiện pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp. Trong số các vấn đề cần cải cách có việc cải cách tổ chức các cơ quan tư pháp và các thiết chế bổ trợ tư pháp. Còn những vấn đề khác nữa mà chỉ các chuyên gia trong ngành tư pháp mới được đưa ra lời giải thích. Chẳng hạn là sự cần thiết phải có tòa án hiến pháp. Từ đó, ông kết luận cấp bách số 1 của cải cách tư pháp là vấn đề thẩm phán. Ông nói, thẩm phán phải là bậc chí nhân, thẩm phán phải là kẻ sĩ. Thời nào có được thẩm phán như vậy thì quốc gia tất cường thịnh. Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh thì cho rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, việc khôi phục nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm sau viêm phổi Vũ Hán, phòng chống dịch bệnh, chống tham nhũng và tình hình Biển Đông có vẻ đang được quan tâm hơn cả. Đây là hình ảnh các băng rôn tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán tại một trường đại học ở Hà Nội. Ngoài ra, việc khoán thi tốt nghiệp phổ thông trung học cho các địa phương trong khi bài học về gian lận thi cử Hà Giang, Sơn La còn đó. Vì lượng thí sinh thi hàng năm rất lớn, liên quan gần như mọi gia đình Việt Nam, cử tri muốn Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục đưa ra những biện pháp giám sát hiệu quả hơn thay vì nói chung chung như bây giờ. Có như vậy, sai lầm của những năm trước mới không lặp lại. Bên cạnh đó, ông còn lưu tâm đến một số vấn đề khác như công tác soạn thảo, xây dựng các đạo luật chẳng hạn. Ông nhận định, luật biểu tình và luật vệ hội là quyền đã được quy định trong hiến pháp và đến nay vẫn chưa được ban hành, làm hạn chế quyền biểu đạt và tự do lập hội đoàn của người dân. Để nâng cấp chất lượng lập pháp cũng như vai trò chức năng của Quốc hội, trong đó có giám sát đảm bảo việc thực thi luật pháp, hiến pháp, kể cả tư pháp, Quốc hội và các đại biểu Quốc hội Việt Nam, theo ý tôi, Việt Nam là nước đi sau nên Quốc hội và các đại biểu nên tham khảo nội dung, cách thức ban hành và cả cách thức thực thi của các nước đi trước. Như vậy sẽ tránh được những sai lầm, ấu trĩ về thiếu thực tế. Vừa qua, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12, khóa 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp về vấn đề nhân sự và phương án nhân sự cấp cao của Đảng, nhưng cũng chỉ đạo định hướng cả vấn đề về nhân sự bầu cử của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp của Việt Nam
dự kiến sang năm vào năm 2021. Tôi không có ý kiến gì vì đã chỉ đạo thì không còn tự do bầu cử nữa rồi. Còn hướng tới sự kiện được dự kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội 13 vào năm sau. Nếu có điều gì công luận của người dân cũng quan tâm, kỳ vọng xử lý, thì theo tôi chống tham nhũng và cải cách triệt để bộ máy nhà nước để sử dụng đúng người, đúng việc và hiệu quả hơn là điều đáng lưu ý. Và một số vấn đề khác được đạo diễn Song Chi nhấn mạnh là mối quan hệ với Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017. Vị đạo diễn này bày tỏ tiếp như sau: theo tôi, về mặt đối ngoại, mối quan hệ với Trung Quốc luôn luôn là mối quan tâm nhất của người dân. Trong lĩnh vực kinh tế, người dân rất lo ngại hiện tượng doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm dự án nhạy cảm như bất động sản, năng lượng, tài nguyên, thương mại điện tử. Với tốc độ thu hút vốn đầu tư nước ngoài gia tăng mạnh mẽ, cùng với cơ chế trải thảm đỏ, thông thoáng về thủ tục, ưu đãi đầu tư như thuế và đất đai, những năm qua, Việt Nam đã kéo được hàng loạt tập đoàn lớn, làm thay đổi bộ mặt của đất nước. Tuy nhiên, nhiều dự án có sự góp mặt của các doanh nghiệp Trung Quốc để lại nhiều rủi ro, hệ lụy và nguy cơ với an ninh quốc gia. Điểm nóng gần đây là thành phố Đà Nẵng. Trên thực tế, các doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm nhiều dự án, nhưng đa phần là có lợi cho họ. Ngược lại, lợi thì ít, thậm chí chẳng có lợi gì cho phía Việt Nam mà còn gây thiệt hại nặng nề về ô nhiễm môi trường, làm cạn kiệt quỹ đất trong một số dự án ở góc độ kinh tế cũng lỗ. Về độc lập chủ quyền, gần đây bất chấp đại dịch hoành hành ở Trung Quốc và khắp nơi trên thế giới, Bắc Kinh tiếp tục có những hành động ngang ngược và hiếu chiến trên Biển Đông. Phía Việt Nam đã có công hàm phản đối. Nhiều người muốn hỏi bao giờ thì Việt Nam tiến hành đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vụ Hoàng Sa, Trường Sa lẫn những hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Cũng tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam vào sáng ngày 8 tháng 5 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định việc giải quyết tốt kiến nghị của cử tri có tác động rất lớn đến niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Bà nói như sau: cử tri có đặt vấn đề về vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội ở đâu? Dĩ nhiên, đoàn đại biểu Quốc hội không phải là cơ quan trực tiếp giải quyết kiến nghị, nhưng có trách nhiệm truyền tải nội dung kiến nghị cử tri cũng như đeo bám để giải quyết đến cùng một vấn đề. Lý thuyết thì ai cũng nói được, nhưng để đi tới hành động thì vẫn còn cả một quãng đường dài đối với các ông nghị, bà nghị trong Quốc hội hiện nay của Việt Nam. Bằng chứng rõ nhất là cho đến lúc này, tại ngày làm việc thứ 6, thứ 7 của Quốc hội, những nội dung cơ bản mà cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân này đã và đang thảo luận mới chỉ là phản ánh được một phần nhỏ những yêu cầu nóng bỏng của cử tri cả nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020 với bản tin Nguyễn Thị Kim Ngân, dân ép đảng đẻ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de